Và tôi đang chơi bên này, tôi vẫn chơi bên kia. Hai anh kẻ thù với nhau tôi vẫn chơi, và tôi nói nó để cho hai bên hài lòng. Thực ra Mỹ với Trung Quốc bây giờ không đoán được Việt Nam tính gì trong đầu luôn. Bởi vì dây dữ quá. 100 triệu dân bắt buộc anh phải làm có những cái chiêu, những cái mánh khóe, những cái gọi là chiến lược để mà anh đạt mục tiêu của anh. Trước khi mua cái ghế massage của Loraco thì tôi đã tìm hiểu rất là nhiều cái thương hiệu khác, biết rằng là cái loại ghế này của Loraco đã được là sản xuất để phục vụ cho quân đội Mỹ phục hồi sức khỏe. Tôi bị khớp rất nặng cho nên là bác sĩ không cho đi bộ, không cho đạp xe đạp, và tôi đã chọn cái ghế massage của Loraco và tôi thấy rằng kết quả rất là tốt, rất là hài lòng. Tôi thấy rằng tôi ngủ rất ngon. Ghế massage giống như là người thật massage cho mình vậy. Vâng, câu chuyện thứ hai ngày hôm nay liên quan đến ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam. Như quý vị biết là ông vừa có chuyến dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, và đồng thời nhân chuyến này khi ông đến Trung Quốc, ông cũng thăm chính thức Trung Quốc, và ông đã được coi như là thành phần lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ba nhân vật nhưng mà là bốn vị trí của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có thể xem là tứ trụ luôn đó. Tiếp ông Phạm Minh Chính. Thưa anh, chủ đề này đó tôi gọi là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi dây hết nấc trên đất Trung Quốc, thì anh quan sát như thế nào trước khi tôi sẽ gửi những câu hỏi cho anh? Xin mời anh. Vâng, theo như chuyến đi của Phạm Minh Chính đó, phải nói là về cái mặt mà ngoại giao đó là rất thành công. Như anh kể là Là được đây là coi quan như hệ Việt tứ Trung trụ. đúng không ạ? Quan hệ Việt Trung Vâng, quan hệ Việt ạ. Trung đó. Thì ở đây tôi đọc tất cả báo trong nước, cả tiếng Anh và tiếng Việt, hầu hết các cái, nói tất cả không đúng, mà hầu hết là những tờ báo chính, cơ quan truyền thông chính thống của Việt Nam, ngay cả báo của chính phủ rồi thông tấn xã Việt Nam, thì nó có hai cái là đề cập thứ nhất là vấn đề kinh tế, thì họ viết giống nhau hết. Tức là ông Phạm Minh Chính kêu gọi Trung Quốc đầu tư rồi mở rộng thị trường, đừng có cản trở rồi này kia, đầu tư vào cái nghiên cứu đầu tư đường xe lửa siêu tốc, đường xe lửa tiêu chuẩn, vân 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 vân. Cho chúng ta không nói tới, bởi hai bên đều nói là ông Tập Cận Bình cũng hứa là giúp Việt Nam đó về mặt kinh tế, vô cái cả cái hệ thống mà một vành đai một con đường, cái đó chúng ta biết hết rồi, không cần nói tới. Tất cả báo trong nước đều đăng giống nhau. Duy chỉ có vấn đề quan hệ ngoại giao thì nó có những cái điểm đáng chú ý. Ở đây nó có hai điểm. Điểm thứ nhất là vấn đề Biển Đông. Thì ở đây tôi coi đó, cái bản tin của chính phủ Việt Nam đó nói về vấn đề Biển Đông đó, thì cái câu mà liên quan đến Biển Đông đó, thì họ không để chữ Biển Đông mà họ để là biển, họ để cuối cùng trong cái bài viết khá dài. Nguyên văn cái đoạn như thế này: hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, nhất trí cùng kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình ổn định ở trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước. Đây là chỉ tuyên cái đoạn này là chỉ để chữ trên biển thôi, thì tất cả các báo trong nước đều đăng giống cái báo của chính phủ là để cuối cùng, nằm cuối cùng. Riêng cái bản tin tiếng Anh đó của chính phủ cũng để nằm ở cuối cùng, nhưng mà của thông tấn xã đó, Việt Nam News bản tiếng Anh, thì cái đoạn này thì lại để nằm trên trên cùng hết. Tôi mở ra đọc thấy ngay cái đoạn mà hai bên cùng cố lên trên biển. Nhưng mà anh để ý trong đây là nha, không nhắc tới UKLOS 1982 và Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Anh thấy nó khác không? Đó, tôi vẫn thường nói với anh, trong tất cả ngôn ngữ ngoại giao của giới chức Việt Nam, từ cao đến thấp, đi đến đâu ở trên vũ trụ này, luôn luôn nhắc ba điều: Hoàng Sa, Trường Sa và UKLOS 1952. Nhưng anh để ý đến Trung Quốc thì chúng ta không thể nhắc chuyện này, mà chỉ nói một chữ là trên biển thôi. Cái chữ biển đó nó quá mông lung. Đó là cái thứ nhất. Điểm đó là tôi thấy không bình thường. Anh thấy chưa? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cái câu này thì tất cả báo chí Việt Nam đều không đề cập. Đó là cái vấn đề mà chọn bên. Khoan, nhưng mà trước trước hết trước hết anh chia sẻ luôn là khi Việt Nam hoàn toàn im lặng, truyền thông Việt Nam 800 tờ báo đài của Đảng hoàn toàn không đưa chi tiết này, thì ngược lại chi tiết này lại được đâu đưa, ở đâu đưa? Thông tin Tân Hoa Xã Việt Nam được, rồi, Tân Hoa Xã của Trung Quốc Tân Hoa được. Xã Trung Quốc, Xinhua đó. Vâng, mà xin mời anh. Mà họ rồi. Cũng đưa ở đoạn cuối luôn. Rồi, xin mời anh. Không đưa đoạn đầu. Thấy không? Họ nói mà họ trích lời ông Phạm Minh Chính nói nha. Thấy không? Là vấn đề gọi là gần gũi với Trung Quốc. Vâng, thấy trên màn Đây, hình đây. Nguyên văn. Việt Nam phản đối
chính trị hóa các vấn đề quốc tế và sẵn sàng làm việc gần gũi với Trung Quốc để bảo đảm chống lại cũng như chiến đấu lại tất cả các loại mà thách thức và nguy hiểm, và sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ một lực lượng nào chia rẽ cái tình hữu nghị của hai quốc gia. Phạm Minh Chính xét đó, vâng, lời Phạm Minh Chính thấy nói. Tôi đang highlight trên màn hình. Vâng. Vâng. Cuối cùng ấy, của Tân Hoa Xã đưa thì đấy, cái đoạn này tôi vô tôi Google tôi tìm tất cả các báo trong nước bằng cả tiếng Việt tiếng Anh thì không có cái đoạn này đó. Thì đây là cái câu chuyện, hai câu chuyện này ấy, mà điều này nó làm tôi nhớ lại một cái vụ, nhớ lại một cái vụ. Anh nhớ tháng 10 năm ngoái khi mà ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, vâng, sang thăm Trung Quốc lúc về, thì báo chí bên Trung Quốc đều nhắc cái đoạn này nha. Theo như báo chí Trung Quốc và Tân Hoa Xã nói luôn, ông Trọng có nói ông Tập Cận Bình là Việt Nam sẽ không cho phép bất kỳ một quân đội nước nào sử dụng căn cứ của mình hoặc thiết lập quân đội mình ở trên đất nước Việt Nam. Vâng. Cũng như không tham gia bất kỳ lực lượng nào của bất kỳ nước nào để chống nước khác. Tức là ông nhắc lại hai cái không trong bốn cái không. Đó, đó, vâng. Đó. Nhưng báo chí Việt Nam hoàn toàn không trích, không chắc cái lời này của ông Trọng. Đó. Anh nhớ không? Bản tuyệt, tức là cái khi mà ông Trọng đi thăm tháng cuối tháng 10, đầu tháng 11 về. Và ngoài ra báo Việt Nam cũng không trích lại cái lời. Không trích lại cái lời, mà trên chương trình này tôi và anh đã nói một lần sau cái chuyến đi của ông Trọng, anh nhớ vụ này không? Đó, mình có nói cái chuyện đó. Mà thực ra cái điều này điều 40, nhưng mà báo chí Việt Nam lại không nhắc, mà báo chí Trung Quốc nhắc. Đó là cái điều mà chúng ta, xin lỗi, đúng rồi. Bên báo Trung Quốc nói, nhưng báo Việt Nam lại không nói. Nhắc lại hai cái không này. Thứ nhất, Việt Nam không để cho quân đội nước ngoài nào sử dụng căn cứ của Việt Nam. Thứ hai là không tham gia lực lượng nào để chống nước khác. Thì cái này thường Việt Nam khoe 4-0 này ra khi mà sắp sửa có những cái chỉ liên quan đến Mỹ. Anh để ý không? Vâng. Những cái lần mà đi nói chuyện với Mỹ là Việt Nam luôn luôn nhắc chuyện này. Nhưng mà với Trung Quốc thì báo chí Việt Nam lại không nhắc. Làm cho người ta có cảm tưởng là có thể một ngày nào đó hình như là Việt Nam muốn cho Trung Quốc vào căn cứ mình chăng? Hay là cùng phe với Trung Quốc để chống nước khác? Cho nên mới không lăng nghe hai cái câu này. Có đúng không? Đó. Đúng là cái này phải lăng mới đúng. Đó. Nếu đã gọi là đa phương và cây tre thì phải đăng tất cả các bốn. Đúng, mà phải đăng cả 4-0 luôn, 4-0 kia phải đăng hết luôn. Đó. Mà bây giờ anh không đăng hết 4-0 là 2-0 ông Trọng nói, thì điều đó là đến phải nói ra. Báo chí Việt Nam nên phải được biết, được viết ra, và người dân Việt Nam phải càng được biết, để cho thấy là cái sự độc lập của Việt Nam không chọn phe. Đúng không? Cái này thì lại báo chí trong nước không đăng, mà báo chí Trung Quốc lại đăng. Đó. Thế bây giờ nó trở lại câu chuyện ông Phạm Minh Chính đi thăm Trung Quốc vừa rồi. Đó, anh thấy chưa? Tân Hoa Xã đăng cái đoạn trích lời ông Chính nói như thế, nhưng báo chí Việt Nam lại không đăng. Thì thưa anh, đây là hai câu chuyện mà cháu thấy nó buồn cười. Đó, chuyện này là như vậy thưa anh. Vâng, ngoài ra đó thì thưa anh, người ta thắc mắc là khi mà ông Chính đi nói về vấn đề vành đai con đường, rồi như theo như quý vị thấy một lần nữa là Tân Hoa Xã đã dẫn lời ông Chính nói khi gặp ông Tập Cận Bình đó, là không để cho bất kỳ thế lực thù địch nào chia rẽ quan hệ của Trung Quốc và Việt Nam. Thì thưa anh nghĩ sao khi mà ông Chính nói vào thời điểm này đó, vì sao Việt Nam phải cần khẳng định cái điều đó? Câu chuyện này nó có 3 vấn đề. Khi phân tích nó có 3 vấn đề ở đây thưa anh. Thứ nhất, nếu chúng ta nhìn trên bề mặt, nhà bề mặt đó, thì cái câu nói của ông Chính cho thấy rằng là gì? Việt Nam muốn khẳng định với Trung Quốc đó, là cái quan hệ Việt Nam và Trung Quốc tốt đẹp, đúng không? Đồng thời đó, Việt Nam đó, trong lúc ông Chính nói về Việt Nam tiếp hàng không mẫu hạm Ronald Reagan mà ngày hôm nay cũng chưa ra khỏi Việt Nam nữa. Vâng. Và đây một lần nữa tôi với anh cũng làm không biết bao nhiêu bài về chuyện này, là chính sách đu dây của Việt Nam thể hiện ngoại giao cây tre, đúng không? Tôi chơi với tất cả các bên hả? Và tôi đang chơi với anh này, tôi vẫn chơi với anh kia. Hai anh kẻ thù với nhau tôi vẫn chơi, và tôi nói nó để cho hai bên hài lòng, đúng chưa? Anh nhớ cách đây mấy ngày chúng ta có nói câu chuyện mà VTV1 chạm vào ngày 25 tháng 6. Vâng.
chiếu chương trình mở mở đường ra biển, đúng không? Nói chung là trong lúc tàu sân bay Mỹ vào Đà Nẵng thì VTV đó. Chiếu phim tài liệu chửi đế quốc Mỹ, chống Mỹ đó, chống chửi Mỹ. Đế quốc đó. Mỹ đó, đó. Đó. Chửi đế quốc Mỹ. Trong khi đó thì thanh niên thành đoàn Đà Nẵng thì gọi là cháy hết mình với đó Hải quân Mỹ. Thì người ta mới nói là ý đảng lòng dân nó thể hiện hình ảnh đó. Như vậy đó, xin mời. Thì đó là người ta nói nôm na mình nói về mặt ngoại giao rõ ràng là Việt Nam không những đu dây giữa Trung Quốc và Mỹ, Việt Nam đu dây cả với người Việt Nam luôn, 2-3 thành phần trong nước luôn, rồi đu dây với cả 2 thế hệ luôn, một thế hệ già, thế hệ trẻ, đu đủ thứ hết, đó, cái tre mà, đúng không? Đó. Và hôm trước tôi anh nói có nói cái chuyện đó là gì? Khi mà ông chính quang đã được tiếp trọng thị bây giờ Trung Quốc còn đu cả Việt Nam luôn, đúng không? Đó. Và rất nhiều người bất ngờ khi mà chương trình đó chúng ta nói giờ đây trên các nền tảng nữa phòng chất TV đã gần 1 triệu người xem chương trình đó rồi. Đó, mấy ngày mà điều đó là có thật. Có nghĩa là người ta không nhìn ra được là ngay cả Trung Quốc cũng phải đi dây với Việt Nam luôn. Đó. Cũng phải đi dây, đu dây với Việt Nam. Bởi vì Việt Nam có thế, Việt Nam thì nó khác. Không? Thế thì bây giờ đó, đó là tôi đang nhìn bề mặt, là trường hợp thứ nhất. Bây giờ trường hợp thứ hai, giả sử điều này ông Chính có nói, đúng như Tần Hòa Xã nói. Vâng. Thì một lần nữa cho thấy là gì? Việt Nam nói vậy nhiều khi đâu phải vậy đâu. Là nó lấy liên hệ tới trường hợp thứ nhất nãy tôi nói. Tức là chúng tôi đu dây. Tôi nói cho anh hài lòng. Được chưa? Và đây là về vấn đề ngoại giao. Theo như kiểu bên Việt Nam là đến nhà chơi có câu chuyện làm quà đó. Đó. Đúng. Và tôi nói anh thích có nước đường, tôi cho anh nước đường. Nhưng anh phải hiểu sau này nếu tôi làm khác thì anh phải hiểu là gì? Nếu tôi làm là tôi cũng làm vì quyền lợi quốc gia của tôi. Nếu tôi ngược lại những gì tôi nói. Rồi bây giờ anh bảo là ôi anh nói phét, thì tôi nói phét là cũng vì quyền lợi quốc gia của tôi luôn, để tôi nói phét với anh để cho anh hài lòng, được chưa? Bởi vì anh muốn tôi nói vậy mà, đúng không? Thì tôi nói cho anh hài lòng, thì anh cũng hiểu thâm tâm của anh hiểu là gì. Tôi nói thế chứ không phải thế. Và chính sách ngoại giao cây tre của tôi là nó thế này, nó thế kia, anh phải hiểu. Đó là trường hợp thứ hai. Bây giờ trường hợp thứ ba, theo tôi nhìn thấy, thì anh thấy đó, tôi liên hệ tới cái vụ mà cuối tháng 10 năm ngoái. Bây giờ, khi mà ông Trọng nói cái điều đó ở bên Trung Quốc, mà báo chí Việt Nam không đăng, rồi bây giờ ông Trọng, ông Chính nói này bên Trung Quốc, báo Việt Nam không đăng. Thì cái này là Việt Nam, chính phủ Việt Nam lại đang đi dây với đu dây chính người Việt Nam luôn. Anh thấy chưa? Chính người Việt Nam luôn. Bây giờ tôi nói lại anh cái trường hợp từ trước, tháng 10 năm ngoái. Nếu bây giờ đăng ở bên báo Việt Nam, người dân Việt Nam sẽ biết là ồ, mình hứa Trung Quốc là không bao giờ làm chuyện đó, đúng không? Nhưng mà tôi hỏi anh nay mai rủ có cái chuyện gì khác làm sao? Hả? Nếu tôi nói giả sử một ngày nào đó, Mỹ quay xe Việt Nam, mình không biết được nha. Lúc Việt Nam cần Trung Quốc thì sao? Việt Nam phải để Trung Quốc vào sử dụng căn cứ của mình. Đó là do tại sao mà không đăng bây giờ? Mà hôm nay không có bằng cớ, người dân Việt Nam cũng thấy đâu, đúng không? Nếu bây giờ báo chí Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, tháng 11 năm ngoái mà đăng, thì nó nằm lên là hồ sơ, nó vô là hồ sơ, đúng không? Nay mai nếu có chuyện gì, giả sử Việt Nam phải để Trung Quốc vào, thì dân Việt Nam bảo mà nó về không được rồi. Bởi vì khi mà anh đăng về tức là anh có một lời hứa với người Việt Nam. Ngu sao tôi hứa? Chuyện này cũng vậy luôn, đúng không? Ông Chính nói chúng tôi không để cho nước nào ngăn cản cái quan hệ hữu nghị này. Nếu bây giờ báo chí Việt Nam mà đăng thì người Việt Nam bảo thôi rồi lượm ơi. Vâng. Đúng không? Không có lợi. Bởi vì nay mai biết đâu có chuyện ông Trung Quốc ép Việt Nam bị đẩy về phía Mỹ thì sao? Thì lúc đó Việt Nam bắt buộc phải ngả theo Mỹ. Thấy chưa? Thì lúc đó anh không, người dân Việt Nam không thể bảo là ủa sao trước ông nói khác cơ mà. Không để cho lực lượng thứ ba xé nát quan hệ hai bên mà tại sao chơi thế này. Vâng. Thì lúc có đăng đâu. Và ngay cả là không loại trừ khả năng khi tôi không đăng, người ta vẫn có thể nghĩ là ô cái này báo Trung Quốc. Chưa chắc là đúng. Chưa đưa cái chi tiết này ra, ông Chính không nói thì sao? Đó, đó. Cái đó thì mình đi hơi xa. Hơi xa nhưng mà tôi nói là vẫn có thể tranh cãi, đúng không? Khi anh không đưa vẫn có thể tranh cãi. Rồi, xin đúng, đúng, đúng. Nhưng bây giờ tôi đang nói là dựa trên những gì mà người ta viết mà mình cho là có thật. Mình cứ tin là thật đi nha. Đúng không? Tại vì á, nếu mà người ta viết mà không đúng đó, thì tôi nghĩ là Việt Nam phản ứng liền.
Và đây không phải lần đầu tiên, đây không phải lần đầu tiên cái chuyện mà báo Việt Nam không đăng, nhưng mà báo Trung Quốc có đăng. Đó. Đăng, nhưng mà nếu bây giờ tôi hỏi anh nha, nếu người ta không nói mà anh đăng, người ta Việt Nam phản ứng liền. Đúng không? Phản ứng liền chứ. Phải chính chính nghĩa, tôi không nói câu đó. Thì đây là những cái chuyện mà tôi nói anh nghe. Mình đọc, mình hiểu ngay vấn đề là các bên đu dây với nhau hết. Mà các bên đu dây với chính người dân trong nước mình luôn. Anh thấy chưa? Vừa đu dây với đối ngoại, vừa đu dây đối nội luôn. Thì ngoại giao bây giờ thế giới là khó lường, thế giới là linh tinh, nó tùm lum. Tôi nói anh nè, Tân Tây Lan nè, ngay đang thời điểm này là ông chính ở bên Trung Quốc vừa về. Trung Quốc tiếp thủ tướng Tân Tây Lan, các biết không? Vâng. Ông thủ tướng Tân Tây Lan đi hai chiếc máy bay Boeing 757. Vâng. Một chiếc bay đi, một chiếc sơ cua, sợ chiếc cái lư. Mà Tân Tây Lan là gì? Là còn đang được mời vào cái nhóm bộ tứ kim cương, các biết không? Kim cương mở rộng đó. Vâng. New Zealand, Tân Tây Lan là New Zealand. Vâng. Đúng rồi, New Zealand đó là đồng minh của Úc. Vâng. Bây giờ là Úc đang tính mời vào đó. Tôi nói cho anh biết. Quay trở lại. Nào cũng vậy. Quay trở lại cái chuyện mà báo Trung Quốc cốt cái lời, cốt ở đây là dẫn lại cái lời ông Chính, mà nếu ông Chính nói điều đó đó thì anh nghĩ là ít nhiều Trung Quốc cũng đi dây với người dân Trung Quốc hay không? Chính xác luôn. Nghĩa là dân Trung Quốc mà nghe Việt, nếu mà thủ tướng Việt Nam nói vậy là coi như là họ thích rồi. Đúng rồi. Thì tôi nói anh, câu hỏi của anh tức là câu trả lời. Thì nãy tôi đã nói rồi, tất cả các quốc gia nào, hầu như các quốc gia nào nằm trong tình thế mà phức tạp, bắt buộc người ta phải làm những việc như vậy. Người ta đu dây bên ngoài và đu dây cả bên trong luôn. Mà Trung Quốc là mình tưởng đâu là một nước lớn là ngon lành, bây giờ Trung Quốc bây giờ cũng đang bị kẹt nhiều lắm, anh có biết không? Nhất là cuộc chiến bên Ukraine, Trung Quốc bây giờ phải đu dây tùm lum tùm la. Đâu phải họ ngu đâu, họ làm bây giờ họ khôn. Việt Nam là nước nhỏ là càng phải khôn ngoan hơn nữa, càng phải đu dây nhiều nữa. Mà những cái dây thì nó đang chéo, đang chéo. Mà hôm trước trên chương trình này, khi mà tôi với anh đề cập cái hàng không mẫu hạm Ronald Reagan đi vào, anh có nhớ tôi nói không? Chưa bao giờ ngoại giao Việt Nam nó bận rộn như lúc này. Vâng. Mà càng bận rộn thì anh càng phải đu dây nhiều. Đu dây nhiều, dây này nó dính dây kia, nó loạn sang hầu hết. Anh thấy không? Nếu mà nó không có bận rộn thì dễ đu lắm. Vâng. Đúng không? Tôi vừa mới đu dây anh xong, đó là tôi phải đu dây thằng khác nữa rồi. Rồi đu dây lần thứ ba rồi, ngày mai tôi đi ngang tôi phải đu thêm lần nữa, đu quá lúc này loạn sang hầu luôn, mà chóng mặt chứ bây giờ. Mà tình thế nó như vậy rồi. Vâng. Anh không đu chết. Vẫn cái câu chuyện mà ông Chính nói với ông Tập Cận Bình đó, mà báo chí Trung Quốc Tân Hoa Xã đã dẫn lời lại đó, thì ở đây có một cái điểm tôi chú ý và soi thì đã soi thì soi tới luôn. Thì anh có nghĩ rằng là đơn giản thôi, tôi với anh thân đến cỡ nào, nhưng mà tôi gặp anh tôi vẫn nói cái điều mà anh không thích về cái người thứ ba đó, và tôi khẳng định là không có cái chuyện để cái thằng thứ ba đó xen giữa tình cảm tôi với anh. Thì có phải là tôi đang đọc được cái ý là anh ít nhiều anh cũng lo sợ hay không? Bởi vì nếu không lo sợ, ông Chính cần nói điều đó để làm gì? Lúc có cả hai đó, tôi đang muốn hỏi là phải chăng Việt Nam đọc được là Trung Quốc cũng đang lo sợ cái điều Việt Nam để lên thuyền với các nước khác hay không? Nó có cả hai luôn. Cái điều anh nói nó đúng và nó có cả hai luôn. Ngay cả bây giờ mình nói trong câu hỏi này của anh, tôi ngắt năm hai, nó có hai cái kịch bản, đúng không? Kịch bản thứ nhất là Trung Quốc sợ, giống như anh nói, đúng không? Cho nên ông Chính phải nói như vậy, đúng chưa? Trường hợp thứ hai, Trung Quốc cũng chẳng sợ, đúng không? Nhưng mà Việt Nam phải nói, đúng chưa? Để chi? Không phải bắn tiếng Trung Quốc mà bắn tiếng bên thứ ba. Bắn tiếng bên thứ ba là anh Mỹ. Bắn tiếng để với mục đích gì? Với mục đích là anh đừng có tưởng, anh đừng có hòng mà anh định làm cái chuyện đó, anh xen vào đây với chúng tôi, đúng chưa? Tức là nếu mà anh có âm mưu mà anh xen vào thì anh đừng có làm chuyện đó. Đây là tôi nói với thằng, bây giờ tôi nói chuyện với anh nhá, cái người thứ ba là một người khác nghe. Thì tôi nói với anh, thứ nhất là anh sợ tôi, đúng không? Tôi phải nói là như vừa rồi anh nói. Trường hợp thứ hai gì? Tôi nói với anh nhưng mà ý là thằng kia nó nghe, thằng thứ ba nó nghe, được chưa? Đó. Và đồng thời trong cái chuyện này giữa Việt Nam với Mỹ với Trung Quốc còn phức tạp hơn nữa, là anh biết trong những ngày tới Mỹ và Việt Nam đang chuẩn bị lên đối tác chiến lược. Việt Nam hiện nay đó, cái chữ là xong xuôi rồi, sẵn sàng.
Việt Nam đang còn thương thuyết với Mỹ để muốn Mỹ bảo đảm những chuyện khác nữa. Bởi Việt Nam hiện nay Mỹ biết là Mỹ đang rất cần gì, thì tôi đặt một số điều kiện. Tôi đặt một số điều kiện này. Thì bây giờ tôi đi Trung Quốc tôi nói như vậy đó, tức là tôi cho anh thấy rằng là gì? À, anh thấy giờ tôi bày tỏ quan điểm tôi vậy, anh đừng nghĩ rằng là anh làm được điều này mà anh bắt chẹt tôi. Tôi cho anh biết luôn, thẳng luôn là thế này. Có thể Việt Nam hiện nay đang điều đình với Mỹ, bây giờ có một số vấn đề không được đụng vô. Nếu nay mai tôi với anh liền đối tác chiến lược. Tôi nói ví dụ nha, chia sẻ thông tin tình báo. Có thể một số lĩnh vực anh không được đòi hỏi với tôi. Và thậm chí luôn anh không đụng vô những vấn đề nhạy cảm của tôi. Tôi nói ví dụ gì? Nhân quyền, tôn giáo. Được chưa? Việt Nam hiện nay đang muốn Mỹ bảo đảm một chuyện đó. Thì Việt Nam lên đối tác chiến lược. Và khi ông Kính nói với ông Tập Cận Bình như vậy, thì cũng là bắn tiếng như Mỹ luôn. Thấy chưa? Tức là nếu anh không đi với tôi vẫn có thể đi với thằng này. Tức là Việt Nam đang swing nè, nhảy qua nhảy lại nè. Tôi nói thiệt với anh nè. Thực ra Mỹ với Trung Quốc bây giờ không đoán được Việt Nam tính gì trong đầu luôn. Bởi vì dây dữ quá. Đúng không? Tôi xin nhắc lại với anh nha. Riêng tháng 5, tháng 6 vừa rồi anh em, bao nhiêu hoạt động ngoại giao Việt Nam xảy ra, bao nhiêu hoạt động quân sự xảy ra, làm sao anh đoán được hết? Anh đang đoán cái này sẽ xảy ra chuyện khác, mà chỉ có thằng nó chủ đích làm, nó biết định làm gì thôi. Anh là một người bên ngoài, anh đoán rất khó. Hiểu ý tôi nói chưa? Thành ra đó, đó là lý do tại sao mà hôm nọ ông Blinken đến Hà Nội ở tháng 4. Mà chúng ta tính rằng, bây giờ nói nha, năm 2021, khi bà Kamala đến đề nghị cái này với ông Phúc và ông Chính, hai người làm lơ, thì lúc đó có thể nói là vì yếu tố Trung Quốc. Anh nhớ chưa? Rồi đến 2022, hai cái tàu, hai hàng không hàm Mỹ không vào được luôn. Cũng là yếu tố Trung Quốc. Bởi vì chúng ta khẳng định điều đó rất dễ dàng. Bởi vì sao? Đại hội đảng kết thúc tháng Giêng 2021 mà chưa có tư trụ nào đi qua Trung Quốc. Hơn một năm. Hơn một năm. Mãi tới cuối năm 2022 vâng. Mới đi. Có nghĩa là gần một năm rưỡi đó. Gần một năm rưỡi sau đại hội. Rồi. Chưa bao giờ có chuyện đó. Vâng. Đó, rồi bây giờ anh thấy không? Tháng 4 ông Blinken đi, ông đã nói là trong vòng vài tuần. In a several weeks, nhớ không? Anh có mặt ở đó anh biết mà. Vâng. Ở nhà khách chính phủ, đúng không? Nhưng mà sau đó anh thấy không có chuyện gì xảy ra. Và thậm chí tháng 7 này chưa chắc xảy ra luôn. Mà thời điểm tôi anh nói chuyện đây là gì? Hôm trước ta nói là ai? Ông Lê Hoài Trung đang ở Mỹ. Vâng. Đúng chưa? Đó. Và mình biết luôn đang tiếp xúc với ai? Sẽ tiếp xúc với ông Jake Sullivan, cố vấn định của nhà của Mỹ, và ông Anthony Blinken, ngoại trưởng Mỹ. Và đó. Các nguồn tin cho tôi biết là nội dung không cho bên ngoài biết. Đó. Đó. Bây giờ tôi nói là như vậy là anh đủ biết rồi. Thấy chưa? Thì Việt Nam thì đang là tiến tới cái chỗ đó. Đang đặt một số điều kiện. Nếu Mỹ thỏa thuận được, đồng ý được với Việt Nam, thì lúc đó lên đối tác chiến lược. Không tháng 7 này thì tháng 11. Thấy chưa? Cái chuyện ông Phạm Bình Minh đi qua Trung Quốc đâu. Cho nên trở lại câu hỏi của anh. Là anh nói trường hợp thứ nhất, tôi bảo là cả hai là như vậy. Trường hợp thứ nhất là ông Trung Quốc sợ Việt Nam. Vì nói ví dụ, tôi nói vậy cho anh vững tâm. Trường hợp thứ hai, tôi nói bằng tiếng Mỹ. Thấy không? Đó là câu trả lời của tôi đây. Và tôi chỉ quan tâm là ông Chính đi Trung Quốc, ông Lê Hoài Trung đi Mỹ vào thời điểm hiện tại. Ít nhiều nó có liên quan đến vấn đề quan hệ Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc hay không? Thì anh thấy đó. Anh, như vừa rồi tôi đã lược lại cho anh thấy nó từ 2021. Từ cái chuyến thăm bà Kamala Harris, anh thấy không? Rồi đến cái chuyến là anh nhớ đó, tháng 7 2022, đáng lẽ ông Blinken đến Hà Nội cũng bị hủy, anh nhớ không? Là nếu mà lần đó ông Blinken có đến đó, thì là ông Lavrov đến trước ông Blinken một tuần đó. Thì tôi nói là để anh hiểu cái thời điểm đó. Rồi sau đó anh nhớ không? Việt Nam với Mỹ là liên tục, nào là ông Chính gặp ông Biden ở Phnom Penh, anh nhớ không? Rồi hẹn hò điện đàm là các thứ, mà mãi đến tháng 3 rồi mới điện đàm. Anh thấy chưa? Anh để ý tất cả sự kiện đó cho thấy là có sự chuyển dịch rất là chậm, chứng tỏ nó phải có một cái gì nó khựng lại. Rồi bây giờ tự nhiên nó liên tục. Sau khi ông Blinken đi, hàng không muốn hàm vào. Mà trước ông Blinken là 6 giới chức khác vào nữa. Anh nhớ, rồi bây giờ ông Lê Hoài Trung đi. Thì thưa anh, nó đang tiến triển một hướng nào đó mà nó sắp sửa xảy ra.
nhưng rõ ràng nó vẫn coi cái lấn cấn ở trong đó. Đó là cái anh thấy đó, và cái lấn cấn đó nó có cả yếu tố Trung Quốc luôn. Đừng bao giờ bỏ yếu tố Trung Quốc ra, luôn luôn nằm ở trong đó hết. Thì bày về như vậy anh để ý các sự kiện. Bây giờ ta nối các sự kiện là ta thấy ngay. Vâng. Là nó có cái lý của nó hết thưa anh. Vâng. Đây là thông tin mà tôi có được từ các kênh đặc biệt của tôi đó. Thì cho biết là thưa anh, khi mà tôi cũng thắc mắc là vì sao nó có những chuyến đi cùng lúc như vậy đó. Thì hai nguồn tin cho tôi biết là chuyến đi của ông Phạm Minh Chính đến Bắc Kinh rất quan trọng cho cái vấn đề quan hệ Việt Trung. Ít nhất là Trung Quốc an tâm. Thì nó sẽ xảy ra một cái kịch bản tiếp theo là khi an tâm như vậy thì quan hệ Việt Mỹ nó mới khởi sắc qua một cái chương mới được. Đó là cái vấn đề nâng cấp quan hệ đó. Thì không biết anh muốn bình luận gì về cái yếu tố này. Thực ra đó thì cái chuyến đi của ông Trọng vào năm ngoái đó là nó đã bắt đầu là Trung Quốc an tâm rồi, chứ không phải tới chuyến ông Chính đi. Anh nên nhớ chuyến này ông Chính đi nhá, cũng nhắc lại chuyến ông Trọng đi, anh thấy không? Rồi anh để ý trong tất cả các ngôn từ mà các anh đọc báo nữa anh thấy đó, gặp ông, ví dụ các ngoại trưởng gặp nhau, các giới chức gặp nhau giữa Việt Nam Trung Quốc đều nhắc cái chuyến đi của ông Trọng. À, anh để ý mày coi, anh để ý coi, anh để ý tất cả bản tin trong nước đều nhắc cái chuyến đi của ông Trọng. Khi đó gặp Mỹ thì nhắc đến cái cuộc điện đàm với ông Biden đó. Đó. Ừ. Nhưng mà tất cả hầu như các giới chức Việt Nam đi qua Trung Quốc, báo chí Việt Nam đưa tin đều lồng cái vấn đề mà ông Trọng đi Trung Quốc vô trong đó. Thì tôi nghĩ đó, cái chuyến đi tháng 10 năm ngoái là siêu quan trọng. Tôi đã từng nói với anh là siêu quan trọng. Một cái nhóm gọi là bầu đoàn thế tử đi rất lâu hậu. Anh đã từng nói là nó có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh của người dân Việt Nam. Đúng rồi, năm đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Và thậm chí tôi nói là tờ Nikkei Asia họ tiết lộ là thậm chí tổng bí thư tương lai của Việt Nam trong phái đoàn đó luôn. Anh thấy chưa? Tôi nghĩ cái chuyến đi đó về, sau khi ông Trọng về thế là nó thay đổi. Đúng giờ chứ quan hệ Việt Mỹ nó nồng ấm lên trở lại. Nào bây giờ cái chuyến đi của ông Chính á, nó thuần túy về kinh tế. Anh để ý nãy tại sao tôi không nhắc nhiều là bởi vì anh để ý trong những ngày qua báo chí Việt Nam nhắc vấn đề rất nhiều, cái chuyến đi của ông Chính nhắc về kinh tế rất nhiều. Và hồi tháng 3 trong cái cuộc điện đàm giữa ông Chính và ông Lý Cường, khi ông Lý Cường vừa lên thủ tướng, cũng nhắc vấn đề kinh tế. Nhớ không? Vâng. Khai thông hàng hóa, mở thêm hạn ngạch cho hàng hóa Việt Nam đi qua Trung Quốc đến nước thứ ba, và giải quyết các cái tồn đọng, còn các dự án tồn đọng tại Việt Nam. Thì này ông Chính đi lại thêm những cái dự án khác nữa trong vấn đề một vành đai một con đường đó, đồng thời củng cố thêm, tôi nghĩ là củng cố thêm cái niềm tin với Trung Quốc trong vấn đề quan hệ với Mỹ. Thì nó nói về nó mới đúng hơn là chuyến đi ông Chính nó quan trọng trong quan hệ Việt Mỹ, tại vì quan hệ Việt Mỹ nó đã được cái chuyến đi ông Trọng ông Chính xin lỗi cái chuyến đi ông Trọng nó đã được khẳng định rồi, nó được khẳng định rồi, nó ổn định rồi. Bây giờ chuyến đi của ông Chính á, thuần về kinh tế và làm mạnh thêm nữa cái chuyến đi của ông Trọng. Và nó có một điểm nữa anh để ý là nó quan trọng nữa là gì? Giải quyết vấn đề trên biển. Bởi vì trong thời gian qua rõ ràng Trung Quốc gia tăng những hành động mà đem tàu khảo sát và tàu hải cảnh vào vùng biển Việt Nam. Anh thấy chưa? Thì đó là một lần nữa là gì? Mình có thể hiểu là chuyến đi ông Trọng nó đã chốt rồi, nhưng mà Trung Quốc vẫn làm những cái trò như thế để ép Việt Nam vô. Thì ông Chính phải đi nhân này tái khẳng định thêm lần nữa. Đó là cái nhận xét của tôi thưa anh. Vâng, anh nhớ lần trước tôi hỏi về cá nhân ông Phạm Minh Chính đi chuyến này đó, ít nhiều số mà cũng như là uy tín trong đảng của ông Chính có lên sau chuyến này hay không đó. Thì theo như anh nhận định như thế nào? Tôi không rõ thành công có ảnh hưởng hay không, bởi vì thực sự nó như thế này. Cỡ ông Phúc mà mất chức thì ông Chính không là vấn đề. Nếu mà đúng mà ông Chính có những vấn đề, hay hiểu không? Và anh để ý đi, Việt Nam đó là vẫn công việc thì công việc vẫn đi bình thường, về tôi mới sắp anh thì những tao biết. Còn bây giờ chuyến đi của ông Chính tại cái vai trò ông phải đi thôi, tại ông Trọng đã đi rồi thì ông thể ông lẽ ông Chính đi, ông Trọng đi nữa thì nó kỳ. Còn ông Thưởng đó thì thực ra mới lên chủ tịch nước, và bây giờ ông Thưởng cũng đã đi trong các phái đoàn mà đi với ông Trọng rồi, mà bây giờ ông Thưởng đi nữa thì nhiều khi nó lộ ra, anh biết nó lộ cái gì rồi gì. Vâng, đúng không? Thì tôi nghĩ ông Chính đi là đi với vai trò thôi,
Còn tôi không chắc là cái chuyện mà tốt đẹp hơn nó có cứu vãn ông Chính được không, nếu ông Chính có lỗi gì đó. Cái đó tôi không chắc. Là bởi vì nên nhớ là không phải cá nhân ông Chính làm được, mà cái này nó là có tập thể đó. Nó được soạn thảo, nó được chuẩn bị, ông Chính đi là chỉ là hợp thức hóa vấn đề đó thôi, chứ không phải là cá nhân ông Chính mà thay đổi thực tế. Tôi không tin là như vậy, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam nó là cái tập thể, anh hiểu không? Nó chuẩn bị. Anh thấy ông Phúc vẫn đi bình thường, đi đây đó, đi qua cả Indonesia, ký một cái hiệp ước ngoài biển mà mất 12 năm đàm phán. Mất chức là vẫn mất chức rồi. Anh thấy chưa? Thành ra trả lời với anh là tôi không chắc lắm cái chuyện đó. Tôi không dám nói là ông sẽ mạnh lên là yếu đi, nhưng mà tôi không chắc cái điều đó. Đó là cái điều tôi nhận xét ra. Vâng, trước khi mà nói tiếp đó thì xin mời quý vị cùng nghe. Đây là cái đoạn audio mà chương trình có được khi ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam mở đầu cái lời phát biểu khi gặp ông Tập Cận Bình. Thì sau khi hai bên trao đổi đầu tiên đó, ông Tập Cận Bình nói tiếng Hoa trước, sau đó đến phiên ông Phạm Minh Chính. Kết thúc câu nói của ông Phạm Minh Chính, vừa nói xong là như mọi khi báo chí bị đuổi ra ngoài, không cho biết cái nội dung hai bên hội đàm như thế nào sau đó nữa. Thì đây là những lời ông Chính nói mà truyền thông ghi nhận lại được trước khi họ bị mời ra ngoài. Trân trọng cảm ơn đồng chí, dù công việc rất bận rộn, đã dành thời gian quý báu tiếp tôi và đoàn. Điều này thể hiện sự coi trọng cao độ của cá nhân đồng chí Tập Cận Bình cũng như Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước chúng ta. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, trăm ơn, ngàn nghĩa, vạn tình, tinh thần hữu nghị, quang vinh muôn đời. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành sự ủng hộ chính trị cao nhất đối với ban lãnh đạo khóa mới của Đảng, Nhà nước Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân. Vâng, đó là những gì ông Phạm Minh Chính nói với ông Tập Cận Bình. Thưa anh, quay trở lại cái việc mà chúng ta nói là Việt Nam không riêng gì ông Phạm Minh Chính đi dây hết nấc trên đất Trung Quốc và ngoại giao cây tre trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua đó, nó rất là sôi động. Thì tôi vẫn thắc mắc một điều là anh có nhớ là thường đó, không có, họ không nói ra, nhưng mà giới quan sát để ý là khi có những chuyến cấp cao Trung Quốc đến Việt Nam hoặc là Việt Nam đến Trung Quốc đó, trước đây đó, thì Việt Nam không có những cái sự kiện với những nước như là Hoa Kỳ vào gần cái thời điểm đó. Nhưng mà câu chuyện mà tôi quan tâm nhất là những sự kiện với Trung Quốc và các nước trong bộ tứ kim cương nó lại diễn ra cùng thời điểm, thì anh nghĩ như thế nào về cái hướng đi của ngoại giao Việt Nam, thưa anh? Thưa anh, nhiều khi đó anh không chọn được. Thế giới bây giờ đó, anh để ý đó, từ cái cuộc chiến bên Ukraine rồi qua cái cuộc mà đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc trong những ngày qua, phải nói là nó liên lụy. Việt Nam cũng nằm trong mắt xích đó, và Việt Nam cũng đã gọi là lỡ chớn mấy vụ rồi trong quan hệ với Mỹ. Bây giờ Việt Nam không thể lỡ chớn được nữa, bởi vì nếu mà lỡ chớn thì nó mất nhiều cái quyền lợi lắm. Thì vào cái lúc mà thời điểm nó thế giới như vậy thì bắt buộc Việt Nam phải phản ứng phải đúng vậy nhiều. Anh hiểu không? Và nó thay đổi. Anh nên nhớ cái điều anh nói là nó cách đây cả mấy chục năm. Thế giới nó ổn định, nó không phải như bây giờ. Anh có thể sắp xếp, anh kiểm soát sự kiện được. Còn bây giờ đó, anh không thể kiểm soát sự kiện. Bởi vì sự kiện nó xảy ra quá nhanh. Nó quá nhanh. Tôi chỉ nói một cái chuyện anh để ý nè. Ông Chính vừa mới đi hội nghị G7 về. Vừa về có thể mình gọi tạm nói vui là gì? Chưa kịp ăn miếng cơm là đã phải tiếp ông Medvedev. Anh thấy không? Ông Medvedev qua báo chí cũng đưa tin đâu. Đùng một cái qua. Anh thấy chưa? Rồi có ai nghĩ đâu là tàu sân bay Mỹ vừa mới vào Đà Nẵng cùng ngày này, cùng ngày ông Chính cũng đi Bắc Kinh rồi. Chuyện chưa bao giờ có. Thưa anh, bây giờ thế giới nó thay đổi quá nhanh. Tôi nghĩ là Việt Nam không thể né cái chuyện này được. Anh không thể kiểm soát được, anh phải đối đầu với nó. Thì khi anh đối đầu với nó thì anh phải đu dây với nó, anh phải giải quyết nó một cách khéo léo, một cách khôn ngoan.
Tôi nói ngay bây giờ, ngay vừa rồi tôi nghe cái lời ông Chính nói mà anh cho nghe đấy. Đâu phải miệng ông nói, đâu phải là suy nghĩ ông. Cái này là cái đảng nó quyết định anh nói cái gì. Nó đã duyệt anh để anh nói đúng từ đúng chữ luôn. Bởi anh là người đại diện chứ không phải cá nhân của anh. Thì nó trở lại cái câu hồi nãy mà anh hỏi tôi là về số máy lên được không? Nó là nằm trong chỗ đó. Đâu phải cá nhân đâu. Ở các nước tư bản, các nước khác mà được bầu cử là cái người tổng thống hay người thủ tướng đi, nó có thêm cái cá nhân cá tính của nó trong đó rất là nhiều. Họ thoải mái, họ được tự do dùng cái cá tính họ để làm ngoại giao lợi cho đất nước của họ. Còn đối với Cộng sản Việt Nam là anh làm theo đảng, thấy không? Tức là đảng chỉ đạo là ông đi theo đó ông làm, nó chung là cá nhân của ông đó. Thì điều đó nó cho thấy là gì đây? Thế giới nó thay đổi liên tục. Rồi gần đây cái vụ Đài Loan nó xảy ra, mặc dù nó không nằm trong Biển Đông nhưng mà rõ ràng nó ảnh hưởng cả khu vực. Nó ảnh hưởng cả Nam Hàn, nó ảnh hưởng cả Nhật. Ảnh hưởng cái đây mà Nhật với Nam Hàn là hai nước đang chú ý Việt Nam. Đó tôi hỏi anh nè, như vừa rồi chuyến thăm của ông ở Dung Sốc Giờ, anh thấy không? Việt Nam chuẩn bị kinh hoàng lắm, cái kịch bản đó tôi anh nói. Mà trong lúc đó vẫn phải tiếp tàu rồi. Tiếp, đó là chưa kể không có vụ mà hỗn loạn ở bên Nga đó. Là cái ông chủ tịch Duma lại sang nữa, anh thấy không? Đó, tôi hỏi anh đó, thời thế thế thời nó như thế. Anh không bắt cơ hội thì mất cơ hội. Mà anh bắt cơ hội như cơ hội nó vô nhiều quá. Tôi nói anh là có bao giờ nó như bây giờ. Anh phải giải quyết, anh phải đối đầu nó, anh không thể né được. Anh. Đó là câu trả lời của tôi. Vâng, và câu hỏi cuối liên quan đến đề tài ông Phạm Minh Chính dùng ngoại giao cây tre đi dây hết nấc trên đất Trung Quốc đó. Thì thưa anh quan sát khi mà họ nói ra những điều này đó là vì mục đích quyền lợi nhiều nhất, hay là anh nghĩ rằng là có thể tin tưởng là câu nói đó nói ra Việt Nam sẽ không bao giờ bẻ kèo, thưa anh? Tôi nói anh, cái câu ông thì ông nói ngày xưa đó, đừng nghe gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Nó chính xác vô cùng, mà không phải chỉ Cộng sản không, mà tất cả mọi người đều như vậy hết. Nếu mình đi xa hơn á, bởi vì ở đời thưa anh, đâu có ai mà nói đúng mà làm đúng 100% đâu, đúng không? Nó tùy theo tình hình. Thành ra những cái mà nói đây mình nói để cho biết bà con hiểu thôi. Còn thực tế đó là tôi tin ai làm cái gì cũng đều nhắm đến quyền lợi hết. Nhất là những lãnh đạo của bất kỳ quốc gia là họ nhắm đến quyền lợi quốc gia. Đó đều đương nhiên, mà khi mà vì quyền lợi quốc gia thì cái gì họ cũng làm đấy. Xin lỗi anh nhổ ra liếm lại cũng làm luôn, bởi vì anh không làm anh chết. Mà cả một cái quốc gia như thế, 100 triệu dân, bắt buộc anh phải làm có những cái chiêu, những cái mánh khóe, những cái gọi là chiến lược để mà anh đạt mục tiêu của anh. Đơn giản như vậy, bởi vì thế giới bây giờ nó không có yên lặng, nó không có bình nữa, nó bình bình nó dễ. Hôm trước tôi có kể với anh cái thời chiến tranh lạnh là dễ lắm. Hai khối tư bản cộng sản làm gì không phải lo, có người khác lo. Bây giờ nước nào nước đấy đều đu dây. Tôi kể trường hợp New Zealand anh thấy rồi đó. Ngay cả Úc bây giờ là đang sắp sửa đang gọi là chuẩn bị là có thể có chuyến đi Trung Quốc rồi. Bây giờ mặc dù trong là bộ tứ Kim Cương, mặc là chúng mình ba đứa, mặc dù nói là để ngăn cản Trung Quốc. Ông Mỹ ông nhìn ông có thích đâu, đâu thích đâu, nhưng mà ông phải tôn trọng, ông phải hiểu. Ấn Độ này vừa rồi đó, anh thấy không? Vẫn mua đồ của Nga, mà vẫn đi qua là được ông Joe Biden trải thảm đỏ, đãi cơm cháy. Chuyện đó bình thường, thì Việt Nam cũng thế. Hãy cho mình coi để biết thôi, chứ còn thực sự, một chỗ giờ mình tin vào những này và tất cả mọi cái, nhiều khi là đăng không đăng là đều có dụng ý của ta hết rồi. Vâng, và điều tôi quan tâm nhất đó, khi mà nếu một mối quan hệ tốt đẹp mà một trong hai người đó không có lo lắng thì người còn lại không cần phải chốt, là không có ai có thể can dự vào tình cảm của chúng ta, đúng không? Đó, đơn giản. Đúng vậy anh. Ít nhất phải có một trong đang lo sợ thì mới bên phía còn lại mới nói như vậy. Tôi nghĩ rất đơn giản. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.